Anh Trung, em là Lan, là Lan đây mà. Dương Lan. Nhưng Dương Lan ngày xưa đẹp như một bà hoàng, nói năng kiêu hãnh như một vị công chúa. Sao bây giờ nghèo nàn và sơ sát lắm phải không anh? Ba còn trở về đây làm chi nữa? Tìm con làm gì cho nó biết sự thật là người mẹ vô nhân? Bà hãy để cho nó yên thân, đừng khơi dậy lòng nó những ngày buồn khổ. Trung ơi, em gian anh, em lại anh mà, anh hãy cho em vào với con đi anh. Không, bà không phải là mẹ của nó. Em không phải là mẹ của nó. Phải. Phải. Vì nó là một đứa con hiếu thảo. Còn em, em là một người mẹ đã mất hết thiên lương. Trung ơi, nay em trở về đây là để chịu sự hành hạ của người chồng bất hạnh triền miên, để nghe cuốn thư nói tiếng dịu em, để chăm sóc nó một vài ngày cho đỡ khát khao tình mẫu tử. Bà ơi, con của tôi đã quen rồi, mưa gió nó đã âm thầm chịu cảnh thiếu mẹ sống bên cha, bên bà ngoại già và những người thân yêu. Quen rồi mai lá xiêu xiêu, quen cuộc đời hầm hiu. Nó không biết cuộc sống quy hoàng, vì chính trong lúc cơ hàng, mẹ của nó theo tiếng gọi son vàng, bỏ cả xóm làng và con thơ. Của một kẻ lạc bên xa bờ, sao anh nhẫn tâm xua đuổi cho đành? Khi em quyết chí để sửa thân, hay vì chú lạc nhân không còn sự nghiệp, nên bà mới đến nơi này để nhìn lại con thơ. Anh nghĩ sao em cũng vui lòng nhận vậy, xin một điều là cho em gần con. Bà ơi, gần làm chi khi cánh chim non đã quen rồi mưa bao. Bà hãy xem ngọc như giọt máu bên nhiều tiền nhiều thế lực gian manh. Bà bỏ mẹ già giữa mái chòi tranh, bỏ con dại như vứt đi một chiếc áo cũ. Bà vội bước nhanh vào đô thị quay cuồng. Giờ hối hận ấy đang dài dò người sống. Tiền thì có lẽ giờ này bé Ngọc
nơi chốn xa không đủ tiền về quê cũ. Em phải bán đôi bánh cưới để trở lại thân cũ. Em đã hình dung nó lớn khôn, nó sẽ ôm em và nói con thương má thật nhiều. Phải, nó từng hát: má ơi sao má bỏ con, để con nhớ má mỏi mòn ruột đau. Giờ em biết nói làm sao cho con nó hết nghẹn ngào đuối xu. Con người sống không thể không cần tiền, nhưng tiền là con dao hai lưỡi. Tiền sẽ đem lại hạnh phúc và ấm no cho con người, nhưng cũng chính tiền sẽ làm băng hoại nền tảng đạo lý, hủy diệt tình yêu, phá tan hạnh phúc gia đình. Nếu con người sử dụng tiền như một thứ vũ khí, một mưu đồ cá nhân đầy vụ lợi. Trời ơi, sao tự nhiên mắt tôi như là có ai sát môi? Trời ơi, tại sao mắt tôi như thế này? Rác quá. Em ơi, em thích ăn món gì nè? Anh thích ăn món gì thì em thích món đó. Nhưng mà anh thích em chọn hả? Cô ơi. Dạ. Cô làm ơn cho tôi xin cái thực đơn nha. Người ta có chồng, cuộc đời sung sướng quá. Còn mình thì chán thật. Cái gì đây? Tiểu thuyết Đồng Bạc Trắng của nhà văn Chí Trung. Lại tiểu thuyết. Cô Quyên, chuyện gì nữa đây? Ba cháu nhờ cô đi rước giùm bác sĩ. Còn má mày đâu? Má cháu đi đâu từ hồi sáng đến giờ cháu không biết. Đi sửa sắc đẹp chứ đi đâu? Tao còn lạ gì chuyện của má mày với thằng kỹ sư ấy. Cô Quyên, cô nói thôi. Rồi lần lần á, mày và ba mày sẽ biết. Còn bây giờ tao phải đi tính chuyện riêng của tao. Mày vào lo cho ba mày đi. Và nhớ nói với ba mày là kể từ hôm nay tao đi luôn, không có trở về nhà này nữa, nghe chưa? Cô Quyên. Chuyện gì vậy Ngọc? Cô Quyên bỏ nhà đi luôn rồi ba ơi. Thôi, nín đi con. Rồi có ngày cô con sẽ trở lại. Ai? Ai sẽ trở lại? Má, cô Quyên đi rồi. Đi là phải. Dương Lan. Gì nữa đây? Tiền hả? Mới về tới nhà chưa kịp nghỉ chân là muốn có chuyện nữa phải không? Không, từ giờ phút này anh không cần tiền nữa. Anh muốn nói với em. Nói cái gì? Anh muốn nói nói cái này phải không? Đồng Bạc Trắng, tiểu thuyết Đồng Bạc Trắng. Anh định đem ba mớ văn chương rẻ tiền này để dụ tôi như hồi còn đi học phải không? Tôi không lầm anh một lần nữa đâu. Đời tôi đến đây là đủ lắm rồi. Đủ rồi. Cái thứ văn chương rẻ mạt của anh bán không đủ tiền nuôi tôi đâu. Anh không nói đến văn chương, mà anh chỉ muốn nói với em những chuyện khác cũng không kém phần quan trọng. Chuyện gì? Có phải anh định giảng giải cách ở đời, bổn phận làm người, trách nhiệm làm mẹ phải không? Tôi không cần nghe đâu. Anh đừng có nói nữa, vô ích lắm. Em nói vậy có nghĩa gì? Có nghĩa là
Tôi muốn nói với anh, với những người chung quanh, để cho họ biết anh là một kẻ bất tài. Thứ tài của một nhà văn chứ không kiếm tiền đủ ăn, nên anh mới đổi nghề cũng vì thương con với vợ. Tiền của một thợ máy tầm thường thì làm sao nuôi nổi vợ con. Anh làm không đủ tôi sắp phấn son. Má ơi, con xin má đừng nói vậy, nghe càng tội nghiệp bao con, nhất là khi người thiếu hụt ốm đau. Trời ơi, tao chịu hết nổi rồi, cảnh nghèo khổ triền. Mình ơi, có gian nan khổ cực mới nên người với thiên hạ. Tôi chẳng thích lý thuyết suông, mà tôi chỉ cần thực tại là được lên xe xuống ngựa. Em nói vậy có nghĩa là Ngọc, con hãy vào trong để ba nói chuyện. Dạ. Nghĩa là tôi đã lầm anh. Hồi trước tôi vì non lòng nhẹ dạ, vì say mê ba mớ văn chương lãng mạn của anh nên mới yêu anh. Còn bây giờ? Còn bây giờ em say mê những đồng bạc trắng, những thứ nữ trang đắt giá, phải không? Đúng. Vì những đồng bạc trắng, tuy nó không có tiếng nói, không rung cảm được con người, nhưng ít ra nó cũng làm cho người ta thỏa mãn những ước mơ. Còn anh, tôi tưởng đâu anh sẽ trở thành một nhà văn lỗi lạc, tác phẩm của anh sẽ bán được nhiều tiền. Chứ tôi không ngờ, từ một nhà văn, anh tuột xuống trở thành một tên thợ máy tầm thường. Vì anh không muốn bán rẻ linh hồn cho những đồng bạc trắng, không muốn viết những tác phẩm đồi trụy dâm ô, không muốn trở thành một nhà văn phi dân tộc. Dân tộc, hễ mở miệng là dân tộc, là lành mạnh quá là vì dân. Nhưng mà gần 10 năm rồi, anh có làm được việc gì đâu. Trong khi đó, những người bạn học dở nhất của anh đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, thầu khoán. Vì họ không phải là anh. Hay là anh không làm được như họ? Họ là thứ người gì mà anh không làm được? Là bác sĩ, là kỹ sư, là thầu khoán, chứ không phải là một thợ máy chỉ biết có bù lon, con tán. Anh nhìn anh lại coi, mặt mày, đầu cổ anh dầu mỡ giống như con lò nồi. Dương Lan. Dương Lan, một nữ xinh đẹp nhất lớp đệ tam, học giỏi nhất trường Rạng Đông ngày đó, mà bây giờ có chồng nghèo nhất trong đám bạn. Anh có biết không, bạn của tôi, đứa thì đi làm cho công ty nước ngoài ở nhà lầu, có máy lạnh. Đứa thì có chồng bác sĩ, kỹ sư, có kẻ hầu người hạ. Nay đi tắm biển Vũng Tàu, mai đi đổi gió ở Đà Lạt. Còn tôi, anh nhìn lại tôi coi, tôi đã hết 1/3 cuộc sống nghèo khổ. Tôi chịu cảnh tàn tạ với anh, với con Ngọc. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm anh Trung. Tôi không thể phí hết tuổi thanh xuân của tôi. Tôi không thể kéo dài cuộc sống thiếu hụt quanh năm. Tôi không muốn làm bà già trước tuổi. Giờ em muốn gì? Tôi và anh, mỗi đứa một con đường. Nghĩa là em bỏ anh và bỏ Ngọc. Rồi một ngày nào nó lớn, nó sẽ nuôi anh. Còn tôi chán lắm rồi. Tôi chán lắm rồi. Tôi chán anh, tôi chán con, chán văn nhà và nếp sống này lắm rồi. Tôi phải đi, tôi đi tìm một đời sống mới chứ. Tôi không thể sống bên anh, bên một nhà văn mù lòa nghèo khổ, anh biết không? Khốn nạn Dương Lan, tôi phải giết cô, giết kẻ nào khinh bỉ tôi. Trời ơi, tại sao đôi mắt của tôi như ai sát muối? Đôi tai tôi phải rồi, đôi tai của tôi có vị mặn mặn mùi tanh của máu. Máu! Trời ơi,
máu từ trong lòng tôi trào ra khóe mắt, máu quốc hồn tủi nhục, máu tôi rơi, máu. Kìa ba, sao mắt ba đầy máu như thế này? Má, mắt ba sao vậy má? Sao má không kiếm thuốc băng lại đôi mắt cho ba? Má không thương ba sao má? Ba ơi, ba, ba đừng bỏ con nghe ba. Ngọc ơi, không có người cha nào muốn bỏ con bơ vơ giữa cảnh đời ô trọc. Không có người vợ nào không thương chồng, không chăm sóc khi đau. Nhưng tại sao mắt ba máu tuôn trào? Má, má con lại đứng đó mà không có chút gì thương hại. Con ơi, vì má con muốn hình dung lại những ngày đầy hoa mộng. Còn ba và con hiện giờ là hai chiếc bóng xa mờ. Thế nên má con mới ngoảnh mặt hững hờ. Con thương ba nhiều thì đừng hỏi vì sao ba khóc. Con cũng đừng sợ vì thiếu tình mẫu tử thiên liêng. Ba kiếm không đủ tiền cho má con mua nhiều son phấn. Ba gục đầu là để đón nhận những lời lẽ đắng cay, và để tâm tư trải dài theo những bước chân của má con cùng đi với kẻ khác. Mày đã lớn rồi, đâu còn bú mà sợ khát sữa, đâu còn đói mà sợ chảnh của kẻ nhai cơm. Đực thì cứ nhảy xuống sông mà tắm, đói thì đi xin ăn, lạnh thì chui vào xó hè mà ngủ. Má ơi, nếu ngủ thì con ngủ đâu cũng được, nhưng sợ ốm đau thì lấy ai thang thuốc cho con. Họ. Nhưng kẻ khác họ ấy không phải là ba con. Vì ba mày thiếu những nhân tố làm người. Còn mày, nếu thương ba mày thì hãy ở lại đây mà thừa hưởng cái gia sản này đi. Để cho tao đi. Ngọc con ơi, con gọi làm gì một linh hồn đã hồi xa đoà. Tiếng con kêu sẽ không rung động trái tim người mẹ đang bị những đồng bạc trắng bao quanh. Con hãy ở đây với ba, hãy sống những ngày đen tối như lòng người thay đổi. Ba sẽ đi cùng đường khắp lối để xin từng chén cơm thừa, từng đồng bạc bố thí dưỡng nuôi con. Ngọc ơi, con có lặng lội đầu non tìm từng hạt gạo nuôi con nuôi chồng. Còn con nhỏ giọt lệ hồng vì thương ba má như cò con trong mẹ về. Anh đừng mong đem tình cảm của mẹ con mà lung lạc trái tim tôi.
vì cô đang yêu. Phải, tôi đang yêu. Tôi yêu Vũ Hùng đó, vì hắn có tiền. Nhưng nếu một ngày nào đó hắn hết tiền, tôi sẽ yêu tất cả người nào có tiền yêu tôi. Có thể Chu Lạc Nhân chẳng hạn, vì hiện giờ ông ta đang say mê tôi, có thể chết vì tôi. Nhưng tôi chưa thấy cần, vì ông ta già. Còn anh hãy ở đó mà chờ con Nguyên về chăm sóc đi. Trời ơi, Phủ Phàng tàn nhẫn đến thế sao? Đi, cô đi đi. Ba, sao ba đuổi má? Má, má ơi, má đừng bỏ con nghe má. Buông tao ra đi. Má ơi, kể từ bây giờ mày hãy sống với ba mày. Tao phải sống cho tao. Vậy là má sẽ bỏ con bờ giờ như những đứa trẻ trong cô như dịu, sống mãi nhờ tình thương của những người xa lạ nuôi dưỡng. Má ơi, nếu má đi rồi, con sẽ khóc, sẽ buồn thương nhớ má. Ngọc ơi, con gà mẹ nuôi con dù vất vả, nó vẫn tìm từng hạt thóc cho con ăn. Nó sẵn sàng chết với lũ diều hấu đầy móng vuốt. Còn má con từng đẻ đau, từng cho con bú mông, nhưng nay đã hết rồi tình mẹ thương con. Vì say men loạn cuồng cay đắng toát ra từ những đồng bạc trắng hôi tanh. Vì ánh đèn màu trong vũ trường diễm ảo, vì làn sóng văn minh đang làm lòng người điên đảo, nên má con chán cảnh cơ hàng, tìm nếp sống cao sang. Trở lại, tôi đi.
Lan. Thế là hết. Trời ơi, tình chồng vợ hơn 10 năm chung sống, nay chỉ vì tiền mà vợ đành dứt áo ra đi. Còn em tôi, em tôi cũng sợ cảnh nghèo, bỏ tôi giữa cảnh tối tăm không một lời từ giã. Tiền, tiền làm cho con người điên đảo đến thế này sao? Tiền, tiền, tiền. Chị Lan, chị Lan. Ờ, cô gọi tôi. Chị đi đâu mà có vẻ vội vàng dữ vậy? Tôi ghé vào tiệm mua mấy cây son. Còn cô, sao mấy tháng nay bỏ nhà đi biệt tích vậy? Thì chán, đi bụi với bè bạn. Mà có can hệ gì với chị mà chị hỏi chứ? Tôi hỏi là hỏi vậy thôi, chứ tôi thừa biết cô đi đâu và làm gì với ai rồi. Cô giấu anh của cô được, chứ làm sao qua mắt được tôi? Tôi không qua mắt ai hết. Tôi là con gái, tôi có quyền kết bạn với ai mà tôi thích. Còn chị đã có chồng, có con, sao chị không làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ mà lại công khai tới lui với Vũ Hùng? Chị làm như vậy là chị... Là làm cho anh cô đau khổ phải không? Nếu chị ở vào hoàn cảnh của anh ấy, chị sẽ trả lời đúng câu hỏi của chị. Còn cô là em, sao cô không chăm sóc cho anh cô, không lo cho cháu cô? Dù sao họ với cô cũng là tình thâm ruột thịt. Còn tôi chẳng qua chỉ là... Chị là kẻ mất nết hư thân, bỏ chồng con để chạy theo dục vọng, để được lên xe xuống ngựa với Vũ Hùng. Rồi bây giờ chị bỏ nhà đi luôn. Còn cô đẹp gì mà lên mặt? Cô chi trai để đi lấy ông già, đó là chủ hãng Chu Lạc Nhân. Vì tôi không hợp với anh Giang, hay là cô chê nó là thằng chạy xe ngựa, không đủ tiền để cung phụng cho cô? Nè, tôi không muốn chị chen vô cái chuyện này. Lịch thì đừng lên tiếng chê lường. Tôi không chê, nhưng mà cô hãy coi chừng, có ngày ông Nhân sẽ bỏ cô đó. Chị, chào cô. Chị, còn chị, có ngày chị ân hận đó. Thứ đàn bà thấy ghét. Kìa Quyên, xem là ở đây. Tôi ở đâu đó là quyền của tôi, mắc mớ gì anh hỏi chứ? Tôi hỏi là vì... Vì anh lo cho tôi, vì anh yêu tôi. Còn Quyên, Chắc Quyên chưa quên kỷ niệm của những ngày còn cấp sách. Anh Giang à, những ngày ấy tôi đã cho vào dĩ vãng rồi. Còn tôi vẫn thấy hình ảnh của những ngày qua đang quanh quẩn ở bên tôi. Thì anh hãy ôm lấy cái hình ảnh ấy mà sống. Vì bây giờ Quyên đã quên đường xưa lối cũ, quên những chiều tan học nắng nghiêng nghiêng, quên tiếng xe ngựa từ Bà Quẹo đến ngã tư Bãi Hiền, quên giường cao su một màu lá đỏ ngày ấy. Trời ơi anh Giang ơi, ngày ấy thì nó lãng mạn, cùng mơ trăng với gió, nhưng mà bây giờ thì xưa quá rồi anh Giang à. Bây giờ Quyên mơ cuộc sống cao sang, và Quyên đã quên khóm trúc lũy tre làng, quên cuộc đời ngày xưa, quên những hàng dừa theo nắng chiều nghiêng nghiêng soi bóng, quên tiếng hát dưới trăng, quên cây phượng sân trường đầy bông. Anh Giang à,
chắc là người ta đã quên để cho người ta ngày đêm thương nhớ. Rồi tháng năm cứ lặng lẽ qua dần, người ta như sao sổ lòng sang sông. Bỏ lại sau lưng những kỷ niệm vui buồn, người đi rồi người ơi có biết. Nay liêu tiếc cũng muộn màng, tôi với anh là hai con đường song song. Quyên ơi, đường của Quyên chắc vì không gặp gần uông khúc, còn đường của tôi càng phải vượt dốc qua đèo. Đường của một anh đánh xe ngựa nghèo hèn, đường của tôi chắc không có hoa thơm cỏ lạ, mà chỉ có đau buồn theo vì mặn mồ hôi. Bây giờ Quyên sợ chung đường chung bóng với tôi, chứ hồi đó mỗi ngày mình cùng ngồi xe ngựa hai lượt đi về suốt bao năm chung học, đâu có nghe Quyên nói câu nào là sau này mình xa cách. Tiếp xúc cảnh đô thị phồn hoa, chưa hiểu hết trường đời muôn mặt, và tôi chưa biết sức mạnh của đồng tiền, của manh áo, của chén cơm. Anh biết không, không có tiền ở đời chỉ là tờ giấy trắng thôi. Đó là con đường đầy cay đắng, đang chực chờ đưa Quyên xuống vực thẳm mao tù. Tiền không phải là thước đo giá trị của con người. Quyên bây giờ còn duyên còn trẻ, người ta đem tiền mua nhan sắc của Quyên. Rồi đến một ngày nào người con gái tàn tả sắc hương, loài ong bướm sẽ không đói hoài cành hoa héo rồi. Giọng con ngài Quyên sẽ tìm về đường cũ, ở đó có người chung thủy đợi chờ Quyên. Tôi hy vọng sẽ không có ngày ấy đâu. Chào anh ạ. Quyên đi đâu? Lên xe để tôi đưa Quyên đi. Trời nắng lắm. Lên đi Quyên. Tôi hy vọng tiếng nhạc ngựa sẽ gợi lại tâm hồn Quyên những phút giây thanh thản, những kỷ niệm đẹp của thời còn cấp sách. Trời ơi, bây giờ mà ngồi xe ngựa hả, vòng lên vòng xuống sóc hông đau chết mồ luôn á, tôi không có chịu nổi đâu. Không chịu nổi? Đúng rồi. À, taxi, taxi. Cho tôi về Chợ Lớn. Thôi, tạm biệt anh nghe. Tạm biệt. Đêm đen, đen cả ngày.
chẳng hơn lòng người sâu. Đời quay cuồng chỉ vì đồng bạc trắng, quên nghĩa nhân, quên cả tình thâm. Anh Trung. Ai đó? Con Nguyên về phải không? Không, em là Chu Tích Lệ. Chu Tích Lệ, cô đến đây để làm gì? Để làm gì em cũng không biết, nhưng dường như con tim em đang cần một hơi thở. Chẳng lẽ Lệ chán chê hơi thở toát mùi bạc trắng rồi sao? Vì nó là hiện thân của sức mạnh, của sa đọa, đam mê, của dục vọng và của lòng nhân đạo. Lệ đã nói sai. Tiền mới là thứ nhân đạo vô hình, có sức mạnh vạn năng. Nó biến kẻ đen trở thành trắng, biến chuyện làm phi pháp trở thành hợp pháp, biến kẻ dại thành người khôn. Tiền là hơi thở, là giấy thông hành đi khắp xứ. Nhưng với em, tiền bất chánh chỉ là những tờ giấy bẩn. Nhưng có lắm người muốn biến thành ruồi nhặng chui vào những tờ giấy bẩn ấy. Anh nói vậy có nghĩa là? Nghĩa là Dương Lan, vợ tôi, đã bỏ tôi để chạy theo những thứ giấy mà Lễ cho là nhơ bẩn ấy. Chị Lan bỏ anh để chạy theo Vũ Hùng, một kỹ sư giàu có. Vũ Hùng? Phải, hắn là một kỹ sư trẻ tuổi giàu có đất Sài Gòn. Ba, ba đã nhận gả con cho hắn. Trời ơi, ba đã giết con rồi. Con chê hắn để đi yêu một tên thợ máy hạng bét, một văn sĩ mù, phải không? Ba, con xin ba, con xin ba mà. Đây nè, đây là tiểu thuyết Đồng Bạc Trắng, là sáng nghiệp của nó. Con gần nó để có ngày ăn với dục. Ông Nhân, ông không có quyền làm như vậy. Đây là kết quả tiêm ốc của tôi, hãy trả lại cho tôi. Trả lại cho tôi. Tiểu thuyết lát cải, tao giữ làm gì cho bẩn tay dơ mắt. Trả cho mày đó. Ông Nhân, ông là người, người được mọi người quý trọng. Lệ, ba, ba cấm con gần gũi với hạng người dưới đáy xã hội đây. Ba, ba muốn nói ai? Thằng Trung. Không, tôi không khốn nạn như ông tưởng đâu. Không khốn nạn mà nguyến rũ con tao đi lần vào chỗ sa đọa. Không khốn nạn mà con tao lén đến chăm sóc mày. Vì con ông còn có lương tri, có lòng nhân đạo. Nhân đạo là một danh từ rộng tích như quả dưa gan, được thiên hạ đem ra dùng như là một thứ trang sức mạ vàng. Còn ông, ông so sánh nhân đạo thua những chồng sắc dụng. Ông Nhân, tôi thiết tưởng sản nghiệp của ông ngày nay đều do những người nghèo khó như chúng tôi tạo nên. Tôi vì cứu tài sản của ông nên phải mù mắt. Tôi những tưởng ông... Không tưởng gì hết. Mày cần chén cơm manh áo, tao cần có tiền. Mày đổi sức bằng nhau. Ba, Ông là ông chủ chẳng còn chút gì nhân đạo. Nếu nhân đạo thì tao không bao giờ trở thành một ông chủ. Chí Trung, tao đến đây không phải để tranh luận với mày về đạo lý nghĩa nhân, mà tao đến đây để buộc mày phải trả lại cho tao mấy tháng lương của mày mượn tao để nuôi con, nuôi vợ lúc chưa muộn. Giờ tao buộc mày phải trả, nếu không thì ở tù về tội gạt tao. Ba, anh Trung đang lúc ốm đau, vợ bỏ đi rồi con lại trẻ thơ. Anh làm gì có tiền để mình trả lại cho ba? Vậy ông hãy coi có vật chi xứng đáng trong nhà, xin lấy trừ giùm số nợ tôi thiếu ông. Nhà mày không có gì trừ đủ số nợ ngoài Dương Lan. Ông muốn vợ giọng Sở Khanh hay đóng vai trò một tên ăn cướp? Cướp người đẹp không có tội, có tội chăng là có vợ đẹp mà không có đủ tiền cung phụng. Chí Trung,
Vậy mà hiểu tao đến đây với mục đích gì rồi chứ? Ông muốn mua chuộc vợ tôi bằng tiền ông sẵn có. Vì vợ mày cần tiền, tao cần sắc. Tao sẵn sàng đổi cả sản nghiệp để lấy cái nhan sắc ấy. Ba, con gian xin ba, con lại ba, ba đừng có nói vậy, sẽ làm đau lòng người bất hạnh. Không, hãy để ông chủ nói nữa đi. Vì nếu tôi giàu thì chắc Dương Lan không lớn tiếng miệt khinh, không bị ông chủ đòi cướp vợ. Nhưng anh là một nhà văn biết tự trọng, anh có quyền hưởng cái gia tài tinh thần vô giá ấy. Không, tôi không phải là một nhà văn. Vì một tác phẩm thời này không có giá bằng mấy nụ cười của người đẹp. Đúng. Vậy chú mày nghĩ thế nào? Tôi nghĩ ông là một thằng già khốn nạn. À, mày chửi tao à? Được, tao sẽ đập mày bể đâu. Ba, ba, con lại ba mà. Ba, ba phải đập nó bể đâu. Buông ra. Ba. Ông kia, dừng ta lại. Ông kia, ai cho phép ông đánh trung? Bỏ cái xuống. Mày là ai mà dám ngăn cản tao? Tư xe ngựa, bạn của Chí Trung được. Bây giờ mày muốn gì? Muốn gì à? Muốn ông hãy rời khỏi nơi đây. Vì gặp phải tư xe ngựa này đã từng ra tay hỏi tội những kẻ như vậy. Nay gặp ông đây là máu anh hùng nối dân. Giang ơi đừng gây chuyện làm gì chẳng có lợi cho ta. Mình hãy nhường nhịn cho qua thời mạc dần. Tôi không thể để kẻ có tiền thừa thời cơ hành động như một lũ côn đồ mất hết nghĩa nhân. Mày có nghĩa nhân nên làm thằng cái xe ngựa, còn tao vô đạo mà có tiền dư bạc kiệu, có mấy chiếc xe nhà để dành đi hóng mát. Gặp xe ngựa mày thì là tộc cán nát xương. Ba, giàu sang á là đỉnh lục của trời. Ba đừng khinh người khi thức thấy xa cơ. Nếu rủi ta cũng trắng tay như người thì nhân thế sẽ cười và khinh bỉ lại ta. Không đâu con, không ai dám khinh bỉ Chu Lạc Nhân, một cựu phú bực nhất ở chợ lớn này. Còn tôi, tôi là người khinh bỉ hành động đê hèn của ông. Tao sẽ đập bể đầu mày và thằng Văn Sĩ Mù. Ông không có quyền nói năng và hành động vô lễ trong nhà tôi. Tao sẽ đập bể đầu mày để trừ 5 vạn bạc. Nếu ông đụng đến Trung, tôi sẽ chẳng tha chết cho ông đó. Ba, ba. Nó định giết ba, ba phải giết nó. Nó phải chết ba mới hạ nhục. Đứng yên. Nếu ông nhúc nhích hay động đến anh Trung, buộc lòng tôi sẽ không tha chết cho ông và cô Lệ. Chú Giang, đừng làm như vậy. Anh đừng cản tôi. Tôi không thể. Mày muốn gì? Muốn ông rời khỏi nơi đây. Nếu không, con dao phai này nó sẽ... Được rồi, tao tha cho mày đó. Lệ. Ba. Về con. Ba. Tôi cũng tha cho ông đó. Đi đi. Rồi có ngày tụi bay sẽ biết tại tao. Tao không tha cho tụi bay đâu. Dương Lan phải thuộc về ta. Về. Thì ghét. Trời ơi, thật khổ cho tôi. Anh Trung ơi. Thôi, Lệ hãy về đi. Còn anh đã để tôi đưa anh đi bác sĩ. Hôm nay tôi chạy được ít tiền đây nè. Chú hãy để xài đi, tôi thấy không cần chữa trị nữa. Không, anh cần phải sáng mắt. Tôi phải lo cho anh. Ngày mai tôi bán luôn cổ xe và cặp ngựa, lấy tiền đưa anh đi bác sĩ. Vì bác sĩ nói á, đôi mắt của anh chỉ bị tổn thương thôi, giác mạc còn tốt, có thể mổ sẽ có kết quả đó. Tôi hy vọng là ca mổ sẽ thành công. Khi sáng mắt, anh sẽ trở lại nghề viết văn. Chừng ấy tôi lấy tiền bản quyền của anh mua tạm chiếc xích lô, đạp kiếm sống qua ngày cũng được mà. Còn bây giờ tôi phải đi mời bác sĩ đến kiểm tra cho anh. Tôi đi nhé. Chú Giang, tôi không muốn chú gì tôi. Tôi đã quyết, anh không được từ chối. Tôi đi đây. Anh ấy tốt thật. Còn Lệ, Lệ cũng tốt với cha con tôi. Anh Trung, bỏ chuyện ấy đi.
Anh thấy đôi mắt anh thế nào? Cảm ơn cô, không sao cả. Anh có giận em không? Cả ba em nữa? Không, tôi mắc nợ. Ba của Lệ có quyền rẻ khinh hay hành hạ. Ôi, những lời của anh sao mà êm đềm, nhưng lại thốt ra từ trái tim đầy băng giá. Nó vừa đắng cay vừa mang cả căm thù. Ngày xưa dù có giận nhau, anh cũng vẫn mỉm miệng cười. Nụ cười của hơn 10 năm về trước đã trở thành hình ảnh đẹp mãi trong em. Kỷ niệm đầu muốn thuở dần không quên, từ chiếc lá sân trường đến những chiều tan học, từ hàng hoa phượng màu rưng rưng mùa nắng hạ, đến hình ảnh anh làm sống lại mối tình. Tôi xin Lệ đừng nhắc lại thuở còn cấp sách. Anh ơi, ai mà quên được cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Ngàn năm chưa về mấy ai quên. Phải sân trường, ai mà quên những buổi chiều mưa cùng che chung nón chung đường. Nhưng Lệ ơi, con đường cũ giờ đã rẽ chia hai lối, hai đời hai cuộc sống khác xa nhau. Lệ là kẻ sang giàu, là con ông chủ hàng, còn tôi là kẻ tồi tàn, đuôi tôi vẫn làm công. Nay Lệ sắp có chồng, còn tôi đã có con có vợ. Tôi xin Lệ đừng nhắc lại thuở ban đầu. Anh sợ cái thuở ban đầu, còn em lại sợ cảnh phú phàm thực tài. Không, thực tài của Lệ mới đáng quý. Có sợ chăng là cảnh sống của tôi? Lệ ơi, đời của một thằng mù dường bị vợ bỏ, em gái chạy theo nếp sông hiển sinh, còn tôi không bị người ta khinh bỉ. Anh Trung, Trung ơi, càng thấy anh bị người ta rẻ khinh xa lánh, càng khiến lòng em quý trọng anh hơn. Không phải em chọn lúc anh cô đơn lời dịu ngọt để lấp loạn trong trái tim đau buốt của một nhà văn, mà từ lâu rồi em âm thầm đau khổ, nỗi khổ đau của người vì ai thương nhớ. Nhưng biết phải làm sao hơn khi cảnh ngộ quá bé bàng. Dù biết giấc mơ mình không trọn, xin anh cho em được làm người vợ ly thân, được chăm sóc anh và bé Ngọc trong những ngày thiếu hụt. Đó chính là diễm phúc nhất đời em. Không, Lệ không thể làm như vậy. Tại sao? Vì ba Lệ không cho phép. Là một việc phải thì không ai có quyền ngăn cấm cả. Em đã lớn khôn, em đủ sáng suốt để quyết định đời mình. Lệ. Anh Trung. Ngoại. Ngoại ơi, trời chiều nay đẹp quá ngoại. Ờ, đẹp.
Ngoại xây đất chi vậy ngoại? Ngoại định trồng mấy bụi bạc hà để nấu canh chua. Tháng năm cũng ông ngoại vì ông rất ưa bạc hà, nhất là thịt gà gói lá nướng cũng ngon. Ngoại con ưa nhậu hồi ông chưa bỏ bà. Nay ngoại già ngoại thui thui một mình, hay là ngoại cho cháu về đây, sang cháu đi học chiều tiếp tay với bà. Cháu còn nhỏ hãy lo học hành cho tốt, còn phải ở nhà chăm sóc cho cha. Thỉnh thoảng rồi bà sẽ lại qua, cháu ở với ngoại lấy ai lo bên nhà. Có gì lệ, dì ấy tốt với bà cháu lắm. Từ ngày má cháu bỏ nhà đến nay, dì ấy thường tới lui chăm sóc cho ba cháu. Còn với cháu? Dì ấy thương cháu như con. Dì ấy còn may quần áo mới cho cháu nữa. Nè, bộ này là của dì Lệ may cho cháu đó. Ngoại, ngoại coi có đẹp không ngoại? Đẹp, đẹp lắm. Đẹp mà sao ngoại buồn? Tại vì ngoại chưa lo cho cháu bằng gì ấy. Bà ngoại ơi, sao má cháu bỏ ba, bỏ cháu vậy ngoại? Chắc tại má cháu muốn đi làm ăn để kiếm tiền về nuôi cháu. Không phải gì đâu ngoại ơi, má cháu đi là tại vì má cháu thương ba cháu, cả cháu nữa. Má cháu cũng không thương. Còn cháu, ngoại biết không, có nhiều đêm nhớ má. Cháu khóc, bà thấy cháu buồn, bà cũng khóc theo. Rồi bà ôm cháu vào lòng. Ba cháu, ba còn khuyên con buồn chi. Cháu nghe cháu nói, ngoại cũng không cầm được nước mắt. Thương cháu nhiều, ngoại càng giận má cháu nhiều hơn. Ngoại nghĩ thân già vô phước, mai còn có cháu tới lui an ủi ngoại. Nếu không thì thôi, đừng buồn nữa ngoại. Khi nào lớn, cháu sẽ đưa ngoại về nhà cháu ở. Cháu sẽ nuôi ngoại, sẽ ngoái trầu cho ngoại mỗi tối. Còn bây giờ ngoại hãy vào nhà ăn cơm, mai sẽ làm tiếp. Cháu vào trước đi, rồi bà sẽ vào. Dạ. Bác Năm ơi, bác Năm ơi, có nhà không bác Năm ơi? Có. Bác đang ở ngoài sân nè. Đứa nào đó? Dạ cháu. Cháu là thằng Tư Giang xe ngựa đây nè bác. Chú Giang, chú mua thứ gì vậy? Cao trầu cho bà ngoại. Mà cháu qua đây hồi bữa nào vậy? Dạ, ba bữa. Sáng mai cháu phải về để đi học. Giỏi, ráng học, nghỉ hè chú sẽ thưởng. Dạ, cảm ơn chú. Có chuyện gì vậy chú Giang? Dạ chẳng có chuyện gì. Chỉ có mấy ốp trầu vàng và vài chục trái cao bà điểm. Cháu xin gửi cho bác. Cháu cho hoài làm bác ngại quá đi. Có chi đâu bác. Hồi sáng có dịp cháu đi bà điểm, thấy trầu vàng cao trắng hết sức vậy đó. Rồi cháu mua một ít về để biếu cho bác đây nè.
Cảm ơn cháu. Trầu cao này tuy không đáng giá là bao, nhưng tấm lòng của cháu thì quý hơn vàng. Còn con Lan, phải chi nó được một phần như cháu. Ngọc, con hãy đem để trên bàn thờ giùm ngoại đi con. Dạ. Bác Năm, mấy tháng này Lan có về đây thăm bác không? Không, nó đã bỏ thằng Trung, con Ngọc rồi. Chuyện ấy cháu biết, nhưng với bác, chẳng lẽ Lan... Nó đã như con chim lìa đàn, vỗ cánh bay xa, không còn nghĩ gì đến tổ ấm, bỏ lại người thân, bỏ con bơ vơ, dứt nghĩa vợ chồng. Nó đâu còn biết gì đến ai. Cháu xin lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn của bác. Bác đâu sợ đắng cay, mà chỉ sợ tiếng mỉa mai của lối xóm bà con. Họ cười chê gia đình bác chẳng ra gì. Trong nay con Lan làm nhục cả họ hàng, làm mẹ thì bác phải đành mang. Nghe bác nói thấy bác buồn, khiến cháu nhớ đến thân phận của cháu. Cháu làm sao? Chuyện của cháu và con Quyên đến đâu rồi? Định chừng nào cho bác ăn miếng trầu giữa hai họ đây? Chắc không có ngày ấy đâu bác. Sao vậy? Vì cháu và cô ấy hiện giờ như hai người xa lạ, như nước xuôi dòng hai ngã chảy sông sông, nhưng lại không trở về nguồn, mà mỗi đứa một con đường. Đó là quyết định của Quyên, mặc cho cháu nhớ thương cô ấy chẳng gần chút đau buồn. Từ khi sống ở Sài Gòn, lòng dạ bắt đầu đổi thay. Sao nó lại giống con Lan, vội đắm say vật chất kim tiền, quên đi nhân nghĩa trên đời, quên lời dạy bảo của mẹ cha. Chắc tại cháu thua kém người ta, học chẳng ra chi lại không tiền. Chỉ là một anh chạy xe ngựa quèn, sao sánh bằng những kẻ giàu sang. Giàu sang mà thất đức, mà lọc lừa, mà gian xảo thì đâu có bền cháu. Ông trời coi vậy mà có mắt đó, cháu hãy chờ xem. Cháu cũng tin như bác, nhưng... Còn nhân gì nữa? Cháu biết không, ở Bà Quẹo mình nè, có ai giàu sang quyền thế bằng vợ chồng ông Bá Dạng không? Vậy mà khi suy sụp, không còn một căn nhà để ở, vợ phải thắt cổ tự vận, con cái tứ tán khắp nơi. Đời có dai có trả mà cháu. Ngoại ơi, cơm dọn rồi, ngoại hãy vào ăn để nguội. Ngoại ăn mắt nghẹn đó, vào đi ngoại. Mời cháu Giang vào ăn cơm với bác. Dạ, cảm ơn bác, cháu ăn rồi. Dạ, bây giờ xin phép bác cháu về. Còn cháu Ngọc, sáng mai nhớ dậy sớm, chú qua đây đưa cháu đi học, nhớ nha. Cảm ơn chú. Anh để em
giúp cho. Nhưng hút bữa nay nữa là thôi đó nghe. Ở bệnh viện người ta cấm hút thuốc đó. Hút thuốc chẳng những hại cho mình mà còn hại đến những người chung quanh mình nữa. Anh biết không? Biết chứ. Nhưng những người viết văn như anh khó cử thuốc lắm. Khó mà bỏ được mới hay chứ. Nè, điếu cuối cùng nha. Cảm ơn mẹ. Xin lỗi, tôi đã làm cho Lệ sặc. Không phải anh mà là khói thuốc. Khói thuốc. Trung, anh giận em hả? Không, người như Lệ ai mà giận cho được. Không giận. Không giận mà sao anh? Tôi muốn nghe lời Lệ. Nghe lời em. Còn Lệ, Lệ có nghe lời tôi không? Lời anh là gì? Từ ngày quen anh đến nay, có bao giờ em muốn làm cho anh phật ý? Lời gì? Anh nói đi anh. Lời của tôi là thiết tha mong Lệ chớ nghĩ nhiều đến đi tôi, chớ thương hại kẻ đuôi mù, rồi sẽ ân hận một đời. Đời em biết phải thương ai, đắng cay em chịu, không hề quăng than cành trái ngang. Khi tình dở dang, Lệ sẽ ôm sầu. Tầm là mong có ngày được những sợi tơ vàng ông à. Còn Lệ chăm sóc cho tôi sao không sợ phí cả tuổi xuân thì. Phải được lên xe xuống ngựa, phải được sống với cha già trong cảnh giàu sang. Anh ơi, ở đời mấy ai thích cảnh cơ hàng, mấy ai chịu muốn trôi cuộc đời cho số phận. Nhưng mỗi người đều có một lẽ sống, một ước mơ, một hy vọng cho đời. Đời tôi đã giam mình trong bóng tối, cuộc sống mịt mờ giữa cảnh bon chen. Rồi anh sẽ vượt qua ngày tháng đêm đen, mùa xuân trở lại cho vườn đầy hoa. À, sao rồi Lệ? Bác sĩ hẹn ngày nào mổ? Dạ ba hôm nữa. Chú Giang đó à? Dạ, dạ có cả bác Năm nữa. Thưa má. Ngồi xuống đi con. Dạ thưa bác. Bác đem mấy chục hột gà so cho thằng Trung nó tẩm bổ, cháu nhận giùm nó nghe. Dạ. Má già rồi cần tẩm bổ hơn con. Con có bệnh hoạn gì đâu. Sao không bệnh? Má nghe người ta nói mổ mắt mất máu lắm, cần phải tẩm bổ cho lại sức. Dạ, bác với anh Giang ở đây trò chuyện với anh Trung. Cháu xin phép ra tiệm mua ít thứ đồ cần thiết á. Dạ, xin phép bác. Tôi đi nghe anh Giang. Nè, mà mau mau nghe cô Lệ. Dạ. Vắng cô lâu ở đây có người nhớ đó. Chú này, cái tật cà rỡn không có bỏ à? Bỏ, nghèo chết sao anh? Nghèo như cháu đâu phải dễ kiếm. Kiếm gì bác?
lây cái nghèo này khó gỡ lắm. Chú Giang à, tôi đã cấm chú, sao chú không nghe? Tôi nghe là nghe cái chuyện phải, còn đằng này anh cản tôi chuyện trái với lương tâm, tôi không thể nghe anh được. Chuyện gì vậy Trung? Dạ, chuyện của chú Giang bán cổ xe và hai con để lấy tiền giúp con, rồi tiền đâu con trả lại cho người thọ ơn. Tôi không muốn nghe ân nghĩa trong lúc này, giúp nhau là đạo lý của con người. Còn Dương Lan lại quên đi tình chồng vợ, và với thằng Trung. Má ơi, con chỉ thương cho cuộc đời của Ngọc, xin má đừng buồn vì má vẫn thương con. Cảm ơn con, cảm ơn con còn nghĩ đến má. Còn bé Ngọc, Trung ơi, bé Ngọc nó đã làm sao? Má, má hãy nói đi, nó làm sao vậy má? Nó đi đánh dài. Đi đánh dài? Trời ơi, con tôi, như vậy là nó bỏ học à? Nó học buổi sáng, còn lại nó đi đánh dài để kiếm tiền mua thuốc cho con. Má cản mấy lần mà nó không có chịu nghe. Nó nói ba nó cần sáng mắt, cần được tẩm bổ, nó phải kiếm tiền. Vậy mà khi nó xin phép con về ở với má, nó nói là để được gần ngoại cho đỡ buồn, đỡ nhớ má nó. Con đâu có ngờ. Ngọc ơi, ba không thể để cho con như vậy. Ba không thể mà. Trung, anh Trung. Trung, con. Anh Trung. Trời anh ơi, Trung. Tội nghiệp cho con tôi. Tội nghiệp cho con tôi biết chừng nào. Ngọc ơi. Chú à. Trời ơi, mày làm gì mà kêu lớn dữ vậy? Dây. Chú làm gì kỳ vậy? Tao nhảy tuyết. Nhảy tuyết? Ừ à. Là nhảy cà thọt. À, cà thọt như mấy con khỉ bị nhốt trong sở thú vậy sao chú? Gì? Gì mà mấy con khỉ sở thú mày? Nó tầm bậy không à. Nè, mày còn nhỏ lắm, biết nghệ thuật là gì mà hỏi hả? Chú thì thứ gì cũng cho là nghệ thuật. Đấm bóp giá khơi cũng là nghệ thuật. Ừ. Hút cũng là nghệ thuật. Chứ sao? Cái gì đối với tao nó cũng là nghệ thuật. Hả không? Mày còn... Tớ cử rồi. Ngọc nè, nói nghe nè, có tiền không cho chú mượn vài chục đi. Chú ngáp rồi. Ngáp rồi thấy không? Cháu có, nhưng không cho chú mượn được. Trời đất ơi, trời sao có mà không cho mượn được. À, không ấy tao thấy bộ đồ nghề này cho mày nghe, chịu không? Cũng không được nữa. Vì cháu đánh dài đâu cần đồ nghề giá khôi của chú. Vậy chứ mày cần cái thứ gì? Trời đất ơi trời, mày không thấy tao đương ghiền chảy nước mắt đây sao? Không thấy tao thấy cái áo này được không? Cũng không được nữa. Cái gì? Chú ghiền nhưng chú còn thấy đường, còn đi đây đi đó được. Vậy chứ trời ơi trời, vậy chứ mày đi không được sao? Tội nghiệp tao mà Ngọc. Trời ơi, chú lại con mà. Tao đương kìm mà. Tao lại mày mà. Mày không thương chú sao Ngọc? Cháu thương chú lắm, nhưng cho mượn tiền thì cháu không cho. Ủa sao kỳ vậy? Vì cháu có bà, mà bà cháu đang mổ mắt, nên cháu phải nhịn ăn từng cắp để đem tiền về mua thuốc cho bà và nuôi bà ngoại đang. Của tao là một thứ bệnh, sao mày không
thương giùm cảnh khổ của tao. Chú Tiếu cần đem đâu bằng cháu cần tiền, cần tiền nói của mẹ hiền thâu đêm. À, nếu mày không cho thì tao giật liền, vì con sâu ghiền đang quét người tao. Cho chú mượn đi mà. Không cho mà. Nè, tình cảm không được phải. Bây giờ tao tao bảo tàng với mày nè. Cho mượn á. Dạ không. Không cho. Không cho. Thôi giỡn chơi nó chết thiệt. Chết. Ê, cho mượn đây mà. Bây giờ không cho phải không. Không cho. Không cho mà. Không cho tao. Tao giật nè. Tao giật. Tao giật. Bởi người ta. Chú Hà cướp tiền của tôi. Bởi người ta. Nè 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 Ngọc. 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 Anh Hà. Dạ thưa bà chủ. Trời đất ơi, sao anh giật tiền của nó? Dạ vì tôi cần tiền. Anh làm cho tôi á, mỗi tháng 2.000 đồng, bộ không đủ sống hay sao? 2.000. Giữa thời buổi vật giá này, thứ gì cũng đắt, mà có 2.000 đồng thì làm sao tôi sống nổi bà chủ. Đây nè, bà thử nghĩ coi, ăn tô cháo trắng với hột vịt muối cũng mất hết 20 tỷ rồi. Bởi vậy cái thời buổi này mấy người mà làm lãnh lương tháng chỉ có nước mà chết đói thôi. Ôi trời, có sung sướng chỉ là những kẻ chạy ấp phe dẫn mối, cái loại người ấy mới giàu to. Chẳng hạn chẳng hạn như bà vậy nè, còn tiền anh đấm bóp vắt hơi dẫn muối trong những giờ rảnh rỗi. Tiền ấy hả? Tôi phải chi vào công đen hả? Cái gì? Anh ghiền hả? Phải, tôi ghiền. Nhưng cho bà biết, tôi ghiền nhưng không phải ghiền xem tiểu thuyết đồi trị khiêu dâm, ghiền tình ái mê ly hấp dẫn, ghiền nhân tình bỏ mặt chồng con, ghiền hình thức văn minh từ nước ngoài xâm nhập vào như một số cô gái đua đòi chạy theo mốt. Ha? Mà tôi nói thật à, tôi ghiền là ghiền cung đen và ánh đèn leo loét. Nếu vậy thì kể từ hôm nay tôi cho anh nghỉ việc. Cái gì? Bà cho tôi nghỉ việc? Bà không được quyền đuổi tôi khi chưa nói đến bồi thường theo đúng luật lao động. Luật lao động? Như sao? Cô gì? Anh đã lầm. Những người gian xin chỗ làm để kiếm chén cơm manh áo thì không bao giờ được hưởng một quyền gì ngoài cái quyền thất nghiệp trơn. À, có nghĩa là bà nhất định đuổi tôi. Đuổi? Bà không bồi thường thiệt hại cho tôi. Không. Được. Được thôi. Nếu bà không biết phải thì thằng Năm Ghiền này sẽ đi tố cáo. Hả? Về tội bà đi buôn á phiện với vũ hùng. Anh, bà còn lợi dụng nơi này làm ổ mãi dâm sang. Bà đã phá nát tan bao nhiêu mái gia đình. Nè, tôi đã tử tế với anh như là người ruột thịt. Anh chưa trả ơn tôi thì nỡ nào làm như vậy cho đành chứ. Vì con sâu đen nó đang đục khoét hoành hành, nó đòi xuống đường bãi thị đình công. Nếu tôi không giải quyết cho xong hai nhau á phiện thì nó sẽ giết tôi. Để thành công hai điều kiện, một là phải có tiền, hai là nó đi tố cáo. Vậy bà hãy để tôi đi khỏi nơi này là xong. Nè nè, tôi thấy anh tử tế mà lại cần tiền, tôi xin anh đừng phiền cầm lấy đơn 500. Một tiệc cơm đen ít lắm phải 2.000, vì tiền bàn, tiền thuốc, tiền ngủ với em. Cái gì? 2.000? Chơi sao? Chỉ có 2.000 mà bà tiếc sao? Tiếc không? Được, tôi đi. Anh Hà. Bà đã bằng lòng. Sao? Anh Hà, anh hãy cầm lấy và nhớ giữ bí mật giùm tôi nghe. Nếu có tiền, nếu có tiền điều điều như vậy là tôi giữ kín cho bà đến hơi thở cuối cùng. Tiền, tiền là chìa khóa nhiễm màu, là kho tàng bí mật. Vạn tuế đồng bạc trắng, vạn tuế đồng bạc trắng.
Thiệt, thiệt đúng là đồ ma cô, đồ quỷ báo mà. Lan, Dương Lan, cô. Má, trời ơi, sao má lại đến đây nữa? Tôi đã khuyên má nhiều lần rồi mà. Chỗ làm ăn sang trọng, má đến hoài, người ta nhìn thấy coi sao được. Sang trọng, còn má, má nghèo phải không con? Má muốn gì, má nói đi. Tôi bận lắm. Tiền phải không? Bao nhiêu? Tiền bao nhiêu? Lan ơi, nếu nói đến tiền thì má cần biết bao nhiêu cho đủ. Nhưng không, má không cần những đồng bạc trắng của kẻ khác ban ân. Má chỉ cần tình thương ở một đứa con hiếu thảo. Má định cân sức nặng thời gian nuôi dưỡng tôi để đòi nợ phải không? Nếu má nói đòi nợ con thì má là ác thú. Vì Lan ơi, không có cha mẹ nào lại tính tiền năm tháng dưỡng nuôi con. Mà nếu có, chắc không có đứa con nào trả hết. Tôi sẽ trả hết cho má. Bao nhiêu? Má cứ nói, đừng có dài dòng nghe bực mình quá. Bao nhiêu? Lan, Lan ơi, má đến đây không phải để buộc con trả công dưỡng nuôi bằng những đồng bạc trắng, mà má đến đây bằng tất cả tình nghĩa thương con và những gì cay đắng đang đè nặng xuống thân. Và má không cần con tạo cho má ruộng đất cửa nhà, vì má đã già sống được bao năm nữa. Khi nhắm mắt lại rồi thì tiền của ấy chỉ là nắm mồ quăng. Con ơi, con mới giàu sang nó vội rẽ kinh người mẹ già khổ cực. Con có biết đâu khi ba con mất, má phải tần tảo sương gió, phải buông gánh bán bưng mới nuôi con ăn học nên người. Thôi, thôi đi má ơi, má chịu nổi cảnh nghèo khổ đó. Chứ con á thì con không thể chịu nổi, nhất là sống với một người chồng nghèo rớt mồng tơi. Lan à, con ơi, nếu chồng con chịu nghèo là vì nó muốn giữ giá trị của một nhà văn. Lẽ ra con có học, con phải khuyến khích và an ủi chồng, yêu chồng con, phải gánh chịu lấy khó nghèo để dạy bảo con thơ. Chứ có đâu chồng con vừa thọ nạn, con dối tìm ánh sáng xa qua, xem chồng là nở báo quan gia, xem con là cất hình tôi trẻ, xem mẹ như kẻ xa lạ qua đường. Là ngươi, má đã từng trải tình đời tráo trở, đã biết khi nào là đổi trắng thay đen. Khuyên con đừng nhìn đời bằng đôi mắt mỉa khinh, mà hãy sống sao cho trọn nghĩa tình thôi chăng. Má đến đây là để buộc tôi về sống với anh Trung phải không? Má thương thằng rể quý của má quá, thì má hãy về lo cho nó đi. Còn tôi, má hãy để mặc tôi. Dương Lan, đứng lại. Má cần tiền phải không? Đây, tôi cho má 10.000 để nuôi sống thân già. Má hãy cầm lấy và nhớ đừng bao giờ đến đây nữa. Tiền 10.000 đồng, con trả ơn cho má đây phải không Lan? Tiền,
ơi, đất ơi, tiền mà sao má xé, cũng dễ kiếm lắm hay sao? Vì nó là hiện thân của đứa con khốn nạn, xem mẹ cha nhẹ hơn những đồng bạc trắng. Tao xé nó và còn chửi thẳng vào mặt kẻ đã mất hết bản tính con người. Hồi còn đỏ hón trên đôi, nếu mà giết tôi thì mà sẽ bị tù tội lôi thôi, chứ chưa chắc gì má đã thương tôi và lo cho tôi ăn học. Mà nếu con đó là má nghĩ đến lúc sức yếu tuổi già, là tôi sẽ nay lưng đi làm để nuôi dưỡng lại mà thôi. Thôi hãy cắt đi, tao với mày không còn tình thân ruột thịt. Mẹ con gì cái thứ đồ bất nghĩa bất nhân. Sao không chửi nữa đi? Ủa, ngưng rồi sao? Tao về, tao về. Từ đây đến chết tao cấm mày về thăm tao. Tao nghèo, tao cạp đất tao ăn. Tao chết, bà con lối xóm chôn tao được. Còn mày, kể như đã chết đi từ hồi chưa giết sữa. Ngoại, ngoại đi đâu vậy? Kìa, sao ngoại khóc? Ngoại nói đi ngoại, sao ngoại khóc? Ngoại khóc vì tưởng không tìm được cháu. Để cho cháu hay là ba cháu đã sáng mắt. Sáng mắt? Chuyện quan đường, ba con đã thấy đường thiệt giá ngoại. Nhưng bây giờ ba con ở đâu? Ngoại dẫn con đi gặp ba con đi ngoại. Đi ngoại. Ba cháu hiện ở nhà ngoại, nhưng trước khi dẫn cháu về, ngoại muốn hỏi cháu, cháu có biết người này là ai không? Dạ, cháu đến dạy ở đây hàng bữa. Cháu biết bà này là bà chủ nhà hàng Thiên Tân. Là má cháu. Không, tao không phải là má mày. Đi, đi khỏi nơi đây. Đi. Bà khỏi phải xua đuổi, bà cháu tôi cũng đi. Không, ngoại ơi, chính má cháu là người đang đứng đó. Người đã nuôi con từ hồi nhỏ cho đến bây giờ. Má giang giải Phật trời xin hãy phù hộ cho con.
là hồi xưa. Còn bây giờ má cháu đã quên hết rồi. Má cháu chỉ biết có tiền thôi. Tôi đã nói với má là tôi không muốn nghe nữa. Má đi đi. Trời đất ơi, hết già rồi tới trẻ dại khôn tôi. Đi, đi đi. Để chỗ này cho tôi tiếp khách. Đi. Má, cháu đừng khóc nữa. Tôi đi về với ngoại. Đi cho. Má. Dương Lan, sao mà đến trễ vậy? Em giận rồi đó. Vì anh còn phải đi mua quà tặng cho em nè. Chiếc nhẫn hột xoàn đẹp không? Đẹp. Nhưng mà vẫn còn thua sắc đẹp của em, nhất là đôi mắt này. Thôi đi, nói dối, em không tin đâu. Anh xin thề. Thề cũng không tin. Tại sao? Tại vì anh còn mê con Quyên. Không, anh không bao giờ mê nó như mê em. Vì mê em cho nên anh mới mở nhà hàng này cho em là bà chủ. Nếu không thì... Thì em cũng giận. Giận anh thiệt sao? Chẳng những giận mà còn ghét anh nữa. Ghét như vậy nè. Được không? Được. Lan ơi, anh muốn em ghét anh thật nhiều. Để anh ngắm mãi sắc đẹp xa. Và đôi mắt em là bản trường ca. Đôi môi em là ánh mặt trời. Anh là cánh bướm lạc đi vào vườn hoa mộng. Em là trăng sao kết đồng. Càng gần anh càng thấy ngây ngất đê mê. Nhất là dần trán cao cao và mái tóc thề. Là tiếng nói ân tình sống lại những ngày xanh. Nhưng nếu mai này em chẳng còn đẹp còn duyên à, biết anh có ca ngợi em là nàng tiên hay là anh nở đi phủ vàng à. Em là lá ngọc cành vàng không bao giờ tàn ngày tàn. Anh yêu em vì trước sau vẫn một già. Anh chỉ sợ em chẳng yêu anh mà ngày lại đi yêu vũ hùng. Tình của em với vũ hùng đã hoàn toàn dứt khoát. Vì hắn đã say mê con của anh rồi. Anh đừng có sợ em vội phản. Sợ chẳng là anh với con Quyên còn nồng nàn tình cảm. Anh chỉ biết có em mà thôi. Đừng nghi ngờ anh nữa Lan ơi. Nếu vậy thì anh lên lầu trước đi, chờ em hết. Đặt cò, nhớ lên lầu, đừng để anh đợi nghe cưng. Ok. Thưa bà, ông uống chi? Tôi muốn uống một thứ rượu nào mạnh nhất. Thưa ông,
Hình như ông... Tôi là một người xa lạ. Nhưng mà tôi nghe giọng nói hơi quen. Phải, tôi với bà quen nhau từ 13 năm về trước. Thuở bà là cô nữ sinh mộng mơ, có mái tóc bồng bềnh trên bờ vai nhỏ, có đôi mắt long lanh như đang mở ngõ tâm tư. Thuở bà thích nói thích cười, nhưng nụ cười hồn nhiên còn giờ đây đã pha lẫn kim tiền. Đôi má dịu hiền đã có phấn son, bà đã bỏ chồng bỏ con, bỏ dĩ vãng đẹp nhất tuổi học trò, bỏ cả mẹ già và mái nhà thân yêu. Tôi không muốn mong khơi lại chuyện qua rồi, càng đau lòng càng tủi thân tôi. Thân tôi một cô gái vô phần, gặp phải một người chồng xác xơ, thế nên bà chạy theo bao dục vọng, mặc cho chồng con khóc hận một mình. Bà thử ngước mắt nhìn xem kỳ tôi là ai. Anh Trung. Bà ngạc nhiên lắm phải không? Không, trước khi anh đến đây, tôi đã hay anh được chữa sáng mắt. Nhưng còn một tin đau lòng mới đây nhất, chắc bà chưa biết. Tin gì? Mẹ bà vừa bị xe đụng. Hả? Má tôi bị xe đụng? Không, tôi không tin. Thôi, anh hãy đi về đi, tôi phải lên lầu có chuyện. Đứng lại. Anh muốn gì nữa? Tôi muốn nhìn kỹ lại bộ mặt của cô, để tìm xem có bao nhiêu vi trùng phản bội đang kết tụ trên mắt, trên môi, trên bờ tóc uông quyền, trong tiếng cười cợt lả lơi. Anh mau rời khỏi nơi đây, nếu không thì tôi chẳng gì. Tôi đang cần bà hành động nhanh hơn, nhanh như bà bỏ chồng bỏ con. Chồng của tôi là tỷ phú Chu Lạc Nhân, chứ không phải là một giáng sĩ nghèo như anh. Viết suốt đời không chạy gạo đủ ăn, nếu chung tình thì giờ tôi chết đói nhân răng. Còn kẻ giữ nuôi bà dù đói nghèo cũng lo cho bà ăn ngay học, sao bà lại từ bỏ miệt khinh? Bà chẳng nghĩ gì đến đạo lý nghĩa nhân. Tôi không muốn nghe anh nói nữa, hãy ra khỏi đây đi. Anh đi ngay đi. Không, kẻ đi khỏi nơi đây phải là bà. Tôi. Cô muốn gì? Tìm ai ở đây? Vũ Hùng. Hắn không có ở đây. Tôi không hỏi bà. Nếu không hỏi tôi thì mời cô đi nơi khác mà hỏi. Tôi muốn ở đây thanh toán với hắn. Cô không được quyền gây sự với hắn ở đây. Chào cô. Khoan đã, cô muốn gì nữa? Tôi muốn bà hãy trả lại ba tôi, đừng quyến rũ người vào vực thẳm đam mê. Bằng nhan sắc thừa, bằng ánh mắt lả lơi, để làm ba tôi tiêu tan bao sự nghiệp. Lễ ơi, chuyện qua rồi thì mong về khuyên can, nhất là với một người chỉ biết có giàu sang. Vì mỗi người có một cuộc sống riêng, hãy thực hành mong ước và ý muốn của con tim. Nhưng bà không thể làm cho ba tôi sạt nghiệp, vì bà là vợ của anh Trung, tôi là bạn học của bà. Chuyện ấy là của ngày xưa ngày xưa, giờ chúng ta đã trở thành những người xa lạ. Thế nên bà mới bỏ mẹ bỏ con, để chạy theo những đồng bạc trắng vô tình.
còn anh, chú không cần tiền sao nay lưng làm việc? Có phải anh cũng đang nô lệ đồng tiền? Nhưng anh Trung làm bằng tim ốc của mình, còn bà thì đổi tiền bằng thể xác cho đàn ông. Khốn nạn ấy. Tại sao bà đánh Lệ? Tại sao? Tại vì nó chửi tôi. Còn anh, anh muốn làm gì tôi đây? Cướp nữ trang của tôi phải không? Buông tôi ra, nếu không tôi la lên bây giờ. Buông ra, buông ra. Thằng kia, định đang cướp hả? Buông người đẹp ra mau. Bà, đó, con của anh nó dẫn người tới đây kiếm chuyện đó. Hả? Anh giải quyết đi, em đi lên lầu. Ba, người này không phải là ăn cướp mà chính là anh Trung. Hả? Thằng Trung? Nó đã sáng mắt. Dân, tôi là Trung đây. Ông thật là mau quên. Nhưng mày đến đây để làm gì? Để nhìn thấy ông dìu vợ tôi lên lầu uống rượu. Là tại vì vợ mày cần vàng bạc, còn ông thì cần thể xác của vợ tôi. Giờ mày muốn gì nữa? Muốn cho ông một bài học làm người. Mày ở đó mày chăm sóc cho nó. Mất dạy. Ba, ba. Anh Trung. Lệ thương hại tôi lắm sao? Anh Trung, nếu không thương anh thì em đâu ở bên anh suốt thời gian mổ mắt. Cả đêm lẫn ngày em chăm sóc cho anh. Còn vợ tôi từng chia cơm xẻ áo thuở cơ hàng, nay đã sợ một người chồng khốn khổ. Lệ ơi, những giọt máu tôi vừa rời xa cơ thể có khác chỉ tình yêu đã vùi sâu dưới đáy mồ quang tàn. Muốn nhìn thật sâu vào đôi mắt của người yêu, muốn vuốt nhẹ suối tóc mây chiều của người tình chung lớp, muốn gọi một tiếng em như thuở xa xưa, muốn được cùng ai chung đường mưa lối nhỏ, nhưng tất cả đều tan theo trăng gió lâu rồi. Thời con gái yêu thật nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ để đêm đêm một mình ôm gối chiếc gần bên anh mà như ly biệt muôn đời. Lão Vũ Hùng, tao gặp mày rồi, tao phải lôi đầu mày đến bóp cho mày ở tù vì tội lưu manh của mày. Lệ, chuyện gì vậy? Nó toan làm nhục em. Cô không được quyền nói xấu tôi. Tao nói xấu mày hả? Chỉ chứ tao hỏi mày, ai, ai đến bệnh viện khi tao đang nuôi anh Trung bảo với tao là ba tao bị ám sát ở khách sạn Bồng Lai. Tao tin nên mới theo mày đến đó. Không ngờ khi đến nơi mày khóa cửa phòng lại, toan làm nhục tao. Tao la lên, mày sợ đổ bể vội tẩu thoát. Tao đến đây tìm mày, không ngờ, không ngờ cô gặp thằng Trung. Nhưng tôi không đốn mặt như anh đâu. Giờ tôi phải lột trần bộ mặt điếu giả của nó trước pháp luật, trước mọi người, vì tội cướp vợ anh, tội toan xâm phạm tiết hạnh tôi. Đi, đi đến bót với tao, nếu không tao la lên cho mọi người biết hành động của mày. Đi. Nè, tôi nói cho cô biết, cô không được làm dữ với thằng này. Cô hãy liệu hồn mà hành động nghe chưa? Tôi sẽ thưa cô về tội nhục mà tôi với mọi người. Hay tao cho mày ở tù về tội dối gạt, toan làm nhục tao giữa khách sạn ban ngày. Đó là tôi vâng lệnh của cha nàng, vì người bằng lòng nhận gả Lệ cho tôi. Còn chuyện quyến rũ vợ tôi vào vòng xa đọa, anh vì ai hay vì dục vọng thấp hèn,
anh đã làm tôi điều đứng khôn cùng. Tôi đã rõ ràng anh còn chối cãi nữa sao? Đó là tại vì vợ anh đem lòng thay đổi. Sao anh kết tội tôi mà không đổ lỗi cho vợ mình? Vì nếu mày không đem bạc vàng quyến rũ chị Lan thì chị đã yên thân như tất cả mọi người. Nhưng còn việc làm của cha cô, sao cô không kết tội cái tội sống với Dương Lan ở tửu lầu này? Tội ấy là do anh dẫn lối mở đường, anh dạy nàng nếp sống xa đọa Tây Phương. Anh đã chặt đạp lên nghĩa nhân và tình bè bạn. Anh lợi dụng văn minh để sống theo cuồng loạn. Vì tôi thấy cuộc đời quá nghi ngăn ngủi nên tôi phải sống vội vàng và thỏa mãn riêng tôi. Giờ tao cho mày vô khám, mày ngồi đây nghiền ngẫm chuyện đời với cung vách nhà lao. Tôi muốn cô đừng vội lớn tiếng thét gào, trước sau gì cô cũng là vợ của tôi. Lẽ con không được phép vô lễ gì? Ba còn binh hành động điếu giả của hắn nữa sao? Bà cấm con nói câu ấy. Lẽ con từ chối tình yêu với thằng Hùng để con yêu thằng Trung phải không? Ba, vì anh Trung đáng thương mà ba. Không, nó không có gì để cho con thương. Người đáng để cho con lấy làm chồng phải là Vũ Hùng, con nghe không? Còn chuyện nó chở con đến khách sạn Bồng Lai, đó là ba bảo nó. Trời, đó là ba thương con. Còn thằng Trung, kể từ hôm nay tao cấm mày gặp mặt con tao. Đi, đi khỏi nơi đây. Đó, cô nghe rõ chưa thưa bà? Con hãy để bà dạy nó. Dạ. Lên đầu uống rượu đi con. Thank you, goodbye. Ba, con còn muốn gì nữa? Yeah. Ba ơi, con biết về đâu nữa khi đời con đang lạc giữa lòng tham đầy tội lỗi. Ba hãy để con gục đầu nghe niềm đau trăng trối dày lưng trời. Con đã sợ thấy nhân và sợ cả trò đời. Con muốn làm cánh chim trời phiêu bạc, tìm trong kiếp đọa đài những mầm sống thanh cao. Vì đối với con không có gì là sang giàu là danh vọng khi đời mình đã mất hết tự do. Ba ơi, con không cần ấm no khi lòng con đói rét, khi tim con gào thét vỡ mong tình. Tình gì mà vỡ, mong gì mà tan. Lẽ đến giờ này mà con vẫn còn yêu cái thằng Trung sao? Bà, tình yêu con không thể nào giải nghĩa được ba. Lệ đã nói sai. Tình yêu lúc nào cũng có đáp số đúng. Đáp số ấy là tiền và danh vọng. Nhưng với em, tao không muốn nghe mày nói nữa. Mất dạy. Ba đánh con. Nếu mày không về tao sẽ giết. Tao giết mày rồi tao đi tù cũng được. Đi. Vậy con về đây. Ba đừng hành hạ con nữa. Anh Trung, anh đã hiểu em chưa? Hết rồi. Em về. Lễ, mày còn muốn gì nữa? Muốn ông hãy đi ngay. Nếu tao không đi, tôi sẽ giết ông. Con dao này. Anh Trung, anh hãy để hắn cho em. Kìa, Quyên, sao em đòi giết hắn? Từ lâu nay em đi đâu? Em làm gì? Em đi khắp Sài Gòn, Chợ Lớn. Em sống hầu hết vũ trường, tửu điếm. Em chạy theo với kẻ bụi đời. Nhưng mà nay đã hết rồi anh hai ơi. Em nói gì? Hắn đã làm gì em? Hắn ta dối gạt em. Hắn bỏ em với cái bào thai 3 tháng.
có thai. Phải, giờ em muốn chính tay em giết hắn. Quyền giết tôi à? Đúng, để trả hận oán cho tôi và cho cái bào thai bất hạnh này. Tôi đã tìm ông khắp thủ đô rồi, giờ mới gặp ông, máu trong tôi sôi sùng. Tôi phải giết ông mới hả lòng hả dạ từ lâu nay. Dẫu cho có dấn thân tù lao không ân hận. Quyền ơi, đó là kết quả của những ngày xa đọa chạy theo kim tiền và nếp sống hiện sinh. Em đã cãi anh bỏ gia đình theo chúng bạn, giờ chỉ còn một mình em nhận hậu hoạn. Vì hắn bỏ tiền đưa em vào tội lỗi, em tưởng hắn chung tình nên hiến cả xác thân. Tôi vì cô mà phải mất hết mấy trăm ngàn, nào là hốc xoàn, nào khách sạn, nào đăng sinh. Giờ tôi buộc ông phải nhận lãnh cực hình, là đền tội của mình trước mặt anh tôi. Quyền, anh đừng cản. Em không thể nào sống nếu hắn còn đó. Chu Lạc Nhân, ông phải chết. Quyền, tôi ông à. Quyền nó giết em rồi anh hai ơi. Trời ơi, Quyền, trời ơi, tôi đã giết Quyền rồi sao? Ông sát nhân, ông phải đền tội. Không, tôi không phải là kẻ sát nhân, tôi không bao giờ giết Quyền. Đây chẳng qua là ông đã giết em tôi, ông phải đền tội. Tôi phải đền tội? Tôi giết người? Không, tôi không giết người. Không, không phải tôi. Ông Nhân, hãy đền mạng em tôi, đừng chạy đâu cho thoát. Tôi quyết theo ông đến cùng. Anh Hai, anh Hai. Quyên, Quyên, Quyên sao thế này? Tỉnh lại đi Quyên, tỉnh lại Quyên. Ai đã giết em? Hãy nói đi Quyên, nó là ai? Chu Lạc Nhân. Chu Lạc Nhân à? Anh Gia. Quyên, hãy để tôi băng bó lại vết thương và chở đi bệnh viện. Không cần, không cần nữa đâu anh Giang à. Nhưng sao anh biết tôi ở đây? Tôi có chuyện phải đi ngang đây, thấy anh Trung đuổi theo ông Nhân. Tôi sanh nghi, vội chạy vào đây xem coi chuyện gì. Không ngờ, không ngờ gặp em thế này, phải không? Phải. Anh Giang ơi, trong khi anh không ngờ em lâm nạn. Quyên, thì chính tôi là người gây tội trạng, vì muốn đua đòi chúng bạn. Tôi đã chạy theo dục vọng của kim tiền. Quyên ơi, tỉnh lại đi Quyên. Chuyện đã rồi Quyên hãy quên đi. Tôi đã quên anh, còn anh vẫn đợi, vẫn yêu tôi như thuở ban đầu. Quyên em, không biết tôi có yêu Quyên hay không. Chỉ những đêm tôi một mình đánh xe ngựa ngoài trời giá lạnh, thấy Quyên đi tôi muốn kêu nhưng không biết vì sao tôi im lặng. Nhìn theo Quyên mà nghe cái đắng lệ tuôn trào. Kéo vạt áo lên lao mà nhớ lại hình anh năm nào. Quyên ơi, người ta giàu nên được Quyên cười vui đón nhận, còn tôi nghèo làm thằng đánh xe ngựa nghĩ lại buồn thêm. Người ta nằm trên nệm ấm chăn êm, còn tôi phơi mình ngoài trời mưa nắng. Người ta ca hát trong vũ trường, còn tôi với chiếc xe ngựa ấm đường.
cầm trên đường khuya lẻ bóng. Độc như tôi. Anh Giang ơi, giờ này tôi mới thấy anh là người cao cả. Anh sống giữa xa hoa mà vẫn giữ được phẩm giá con người. Dù khổ đau, sáng ngời với người đánh xe ngựa chở khách mua vui. Anh yêu tôi mà anh không nói một lời. Anh chỉ âm thầm chở nặng trái tim đau buồn. Trong khi đó tôi tìm vào sáng xa đó, anh vẫn một lòng một dạ đợi chờ tôi. Tôi chắc chắn có một ngày nào đó cánh chim kia sẽ mỏi, sẽ quay về tổ cũ rừng xưa. Nhưng giờ đã đổ vỡ nửa đường anh mơ. Quyên ơi, tôi đã nuôi hy vọng như khách lữ hành lạc vào sa mạc mênh mông. Nhìn cát trắng chập chờn mà ngỡ là dòng sông đầy nước ngọt. Tôi nước mơ một cảnh sông êm đềm hạnh phúc trong mái tranh xiêu. Chiều chiều có người vợ hiện ra đứng tựa cửa chờ chồng, qua tiếng nhạc ngựa dẫn đầu thôn. Tôi ước mơ có những bữa cơm vô bàn tay quyên giòn sẵn, dù không bằng cá thịt xê xoăn nhưng vẫn ngon nhờ bàn tay quyên khéo nấu. Tôi ăn no lòng rồi hát nhỏ một câu: rau tôm nấu với ruột bao chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Anh Giang ơi, giờ em là cánh hoa tàn, anh ước mơ chi nữa cho lòng thêm khổ. Nhưng tôi vẫn yêu, dù hoa kia đã héo rũ. Không, em sẽ chết, chết vì cái bào thai trong bụng. Hả? Quyên đã có thai? Phải. Anh Giang ơi, tôi vẫn biết đuôi đường, sầu chi nữa cho hồn em dâng dâng lại. Quyên, Quyên ơi, em đừng nói như vậy. Tỉnh lại đi em, tỉnh đi em. Giang ơi, tỉnh làm chi trước giờ biệt ly nhân người. Hãy để hồn em dần tan trong khói bụi xa mơ. Quyên em, anh đừng thương như những năm đau khổ đợi chờ. Từ đây hồn em sẽ biến trong mơ cho anh đẹp mộng, sẽ là chiếc bóng đối diện anh luôn. Anh Giang ơi, giờ phút này em mới thấy mắt anh buồn, mới nghe anh nói qua nhịp tim đúng cảm. Còn ngày xưa em chỉ nhìn anh bằng cái nhìn kiêu hãnh, em mỉa mai anh là anh đánh xe ngựa nghèo. Phải,
Nhưng hồi ấy anh không có oán hận em đâu, mà chỉ cúi đầu làm một tên chiến bại, nghe nước mắt mình mặn mặn trên môi. Anh ơi, ngày ấy em với đời em là bố vơ đầy thương sắc, sống phải hưởng nhiều quan lạc đam mê. Chủ con người là những đồng bạc trắng vô tri. Anh Giang ơi, em đã lỡ một bước đi là một lần dính quyết thôi. Anh hãy nhìn em trước giờ dính biển lùi đường. Quyền ơi, anh đừng buồn vì em không đáng khóc, mà em chỉ muốn anh mãi tên em cho mọi người khinh khi. Em là một cô gái bán mình cho những đồng bạc trắng, vừa vô nhân vừa đắng vừa nông. Không, không, Quyền ơi, em không thể chết, em không thể chết được. Đã muốn rồi. Quyền, anh hãy cho em nắm lại bàn tay anh lần cuối. Và bàn tay em mà anh đã mơ ước từ lâu. Anh sẽ đưa em về. Anh sẽ đưa em về. Quyên ơi. Một kiếp phù hoa thương con như mẹ
lòng. Mẹ con chẳng nghĩ đến chồng đi theo kẻ khác. Đi theo kẻ khác còn mong nổi gì. Trời ơi, tiếng ru con của ai đang kết án người phản bội? Kẻ bỏ chồng bỏ con có phải chính là tôi? Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi mẹ con tình tháng tình ngày, làm con quên nghĩa cao miếng đời nguyền rủa. Miếng đời nguyền rủa thua loài sói lang. Lòng này đang nức nở nhớ thương con. Đang mối mòn suốt những đêm thâu, hay lời ai quán từ trái tim đau. Xa nhau mới hiểu hết lòng này, lòng của một người đang ăn nắng sông núi. Thank you.
Tiếng chuông ngân hay tiếng thời gian tôi tuôn người sám hối, hay tiếng lòng người đang thức tỉnh cơn mê. Vào đường tu để xóa bao tội lỗi ngày qua, nhưng sao tôi vẫn thấy như âm thầm trốn chạy. Đây đâu phải là bước đường cùng cho những ai lỡ dại. Đời thênh thang tôi còn phải trả nợ cho đời, tôi phải sống dù phải trôi nổi muôn nơi, dù vấp ngã nhưng tôi phải sống, tôi phải sống cho xứng đáng hết phần đời còn lại. Tấm ảnh năm nào xanh màu mắt ngây thơ, với những kỷ niệm thầm ước trong tôi, cho nhau những ngày xưa thân ái, tóc xanh thơ dài hương vẫn còn đâu đây. Núi biển sông dài anh gọi mãi tên em, gió vẫn êm đềm nhẹ ru bước anh đi. Xa xôi nhưng lòng anh vẫn nhớ những đêm trăng lặng ôm gối mộng. Anh Giang, lúc nào tôi cũng thấy anh nhìn di ảnh của chị Quyên. Tình yêu đầu đời mà Lệ. Còn Lệ, lúc nào cũng lo cho bé Ngọc như mẹ. Còn với anh Trung thì... Hai người đã nói lén gì tôi đó. Có nói lén gì đâu. Tôi và Lệ đang chờ anh về để biết kết quả cuốn tiểu thuyết Đồng Bạc Trắng của anh như thế nào rồi. Sao? Nhà xuất bản đã nhận. Ồ, như vậy thì hay quá. Chúc mừng cho anh đó. Và hãng phim đang thương lượng với tôi để quay đó. Anh chấp thuận không? Nếu họ thực hiện đúng nội dung chủ đề của tác phẩm thì tôi sẽ ký hợp đồng. Như vậy thì phải ăn mừng rồi. Nè Lệ. Dạ. Em hãy lấy đỡ vài trăm đi chợ mua cá thịt gì đó để chiều nay mình làm một tiệc. Còn tôi, tôi đi mua chai mặt đen để mình say bữa nay nghe. Nghe anh Trung ha. Kìa. Sao Lệ khóc? Em mừng. Mừng mà khóc? Đó giờ tôi mới thấy mừng mà khóc. Mừng thì ta phải cười vui. Trời ơi, mừng mà khóc. Thôi, tôi đi chạy vài cuốc nữa. Thôi hai người ở đây nghe tôi đi à. Còn em thì em cũng đi chợ. Lệ à, nón nè em. Tháng này trời nắng lắm à. Cảm ơn anh. Em vào thay đồ đi. Bộ bà ba em vừa ủi để trên bàn viết của anh á. Em đi nghe anh. Ừ. Tội cho Lệ đã vì tôi.
Trưa ba mới về. Ừ. Con à, đem bài ra học đi. Ba ra sau vườn hái ít trái ổi, để chút nữa nhậu lai rai với chú Giang con. Học giỏi rồi ba và dì Lệ sẽ thưởng. Dạ. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, rạng rào tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ mãi như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru êm đềm trăng tà năm tháng mẹ. Cháu ơi. Dạ, thưa bà. Bà muốn hỏi ai? Cháu cho qua biết, đây có phải là nhà của ông Trung không cháu? Dạ phải. Còn cháu, cháu có phải là Ngọc không? Dạ. Nhưng sao bà biết tên cháu? Vì mời bà ngồi, để cháu ra giường gọi ba cháu. Khoan, cháu ở đây với tôi cũng được. Vì tôi muốn hỏi riêng với cháu vài chuyện. Dạ, xin bà cứ hỏi. Ai đã dạy cháu hát bài hát vừa rồi? Dạ, má cháu dạy từ hồi cháu còn nhỏ. Rồi cháu có thương má cháu không? Dạ thương nhiều lắm. Nhưng kìa, sao cháu khóc? Bà ơi, cháu khóc là vì má cháu bỏ cháu hơn 4 năm dài thương nhau. Cháu khóc là vì sợ má cháu đã vùi thay dưới đáy mồ quan tàn. Cháu khóc là vì không được má yêu thương như lũ nhỏ quanh làng. Nhưng cứ mỗi chiều giang giang nhạc ngựa, cháu ra trước sân nhà hy vọng má trở lại thăm con. Xe ngựa của chú Giang gần ngoài ngõ, cháu chạy vô buồng lấy ảnh má ra xem. Ảnh má đã lem vì nước mắt, nhưng cháu còn nhìn được ánh mắt sáng ngời như tình thương của má. Cháu không quán hận má cháu sao? Không, má cháu đã nuôi dưỡng cháu từ hồi nhỏ, đã dạy cháu phải biết thương người. Thì với má, cháu không có quyền quán trách. Cháu không có quyền quán trách người mẹ hiền đáng kính. Cha với má cháu lòng đen.
mà con bà ở đâu? Sao bà không về thăm nó? Nó đã chết rồi cháu à. Vì vậy giờ đây thấy cháu, tôi thèm được gọi tiếng con và ôm vào lòng để được cháu kêu bằng má. Cháu hãy cho phép tôi được gọi cháu bằng con. Dạ, bà cứ gọi cháu là con, và bà cho phép cháu được hôn bà, được kêu bằng má, vì cháu nào khác tiếng má thiêng liêng và hình ảnh của bà sao giống y là má Ngọc. Ngọc con. Bà ơi, cứ mỗi chiều là ba con ra đứng mong đợi má, con thương ba nhiều rồi giận má nhiều hơn. Má ơi, từ ấy đến nay cứ mỗi sáng mỗi chiều Ngọc, sao con gọi bà này là má? Vì... con ra sao vừa chơi, để ba tiếp khách. Dạ, thưa bà, cháu đi. Ngọc. Xin lỗi, bà là ai? Và vì sao vào đây khóc than với bé Ngọc? Ông ơi, tôi là kẻ từ phương trời xa tình thương nên tìm về dĩ vãng em. Đấng hiện lên màu tông con thơ sáng bừng trong ánh mắt và làn môi ngát hương thơm mà tôi đã nguyên nhân nào khiến bà phải biệt ly? Ông muốn hỏi tôi hay hai tuổi kẻ này bằng những lời lẽ đó đây? Tôi với bà hoàn toàn xa lạ, xin bà hãy kể rõ tôi nghe. Anh Trúc, em là Lan, là Lan đây mà. Dương Lan. Nhưng Dương Lan ngày xưa đẹp như một bà hoàng, nói năng kiêu hãnh như một vị công chúa. Sao bây giờ nghèo nàn và sơ sát lắm phải không anh? Bà còn trở về đây làm chi nữa? Tìm con làm gì cho nó biết sự thật là người mẹ vô nhân? Bà hãy để cho nó yên thân, đừng khơi dậy lòng nó những ngày buồn khổ. Trung ơi, em gian anh, em lại anh mà anh hãy cho em vào với con đi anh. Không, bà không phải là mẹ của nó. Em không phải là mẹ của nó. Phải. Phải. Vì nó là một đứa con hiếu thảo. Còn em, em là một người mẹ đã mất hết thiêng liêng. Trung ơi, nay em trở về đây là để chịu sự hành hạ của người chồng bất hạnh triền miên, để nghe con thơ nói tiếng dịu em, để chăm sóc nó một vài ngày cho đỡ khát khao tình mẫu tử. Bà ơi, con của tôi đã quen rồi mưa gió, nó đã âm thầm
thầm chịu cảnh thiếu mẹ sống bên cha, bên bà ngoại già và những người thân yêu quen rồi mai lá xiêu xiêu, quen cuộc đời hầm hiu. Nó không biết cuộc sống quy hoàng vì chính trong lúc cơ hàng mẹ của nó theo tiếng gọi son vàng bỏ cả xóm làng và con thơ. Sợ anh những tâm xua đuổi cho đành, khi em quyết chí để sửa thân. Hay vì chú lạc nhân không còn sự nghiệp nên bà mới đến nơi này để nhìn lại con thơ. Anh nghĩ sao em cũng vui lòng nhận vậy, xin một điều là cho em được gần con. Bà ơi, gần làm chi khi cánh chim non đã quen rồi mưa bao. Bà hãy xem ngọc như giọt máu bên đường, giọt máu bị bỏ rơi phải chịu lắm cảnh đoạn trường. Nó muốn được thương như tình thương của mẹ, muốn được nuông chiều như lũ trẻ đồng niên. Trong khi đó bà đi tìm người yêu mới có rất nhiều tiền nhiều thế lực gian manh. Bà bỏ mẹ già giữa mái chòi tranh, bỏ con dại như vứt đi một chiếc áo cũ. Bà vội bước nhanh vào đô thị quay cuồng. Giờ hối hận ấy đang dài dò người sống. Sẽ ôm em và nói con thương má thật nhiều. Phải, nó từng hát: má ơi sao má bỏ con, để con nhớ má mỏi mòn suốt đau. Giờ em biết nói làm sao cho con nó hết nghẹn ngào đuối xuôi. Thì bà hãy nói với nó là má của nó đã chết rồi. Không, em cần gặp con, em cần ôm nó vào lòng. Dù bị nó nguyền rủa xua đuổi, vì em là mẹ nó. Trung ơi, dù em có khốn nạn đến đâu, có tàn ác thế nào đi nữa, cũng có lúc thiên lương người mẹ trở lại với con. Anh sẽ khinh, anh xua đuổi em, em chịu nổi, chứ không được ôm con vào lòng trong lúc này.
em không làm sao sống được đâu. Không, Dương Lan, Dương Lan. Lan, Dương Lan. Ông vào đây với ý định gì? Dương Lan, Dương Lan đâu rồi? Dương Lan. Ông là ai? Sao vào đây rồi lại trở ra? Tao là ai? Tao là ai? Chú mày không cần biết nha. Chỉ biết rằng tao đang khát nước đói cơm. Chỉ biết rằng thân xác tao đã thể hiện quán hờn. Từ gấm lụa, từ ngục tù trở lại. Tao là ai? Tao là người đang sợ hãi. Tao đang chạy trốn linh hồn nhớ mẫn đang réo gọi quanh đây. Tao đang sợ yêu thương, sợ cả tiếng nói của mày, sợ nó nữa kìa. Dương Lan đang đứng đó. Không, ở đây không có Dương Lan. Tao quả quyết có nàng đang trang điểm. Và kia kia, nàng đang hãnh diện, đang cười thật dài, đang liếc mắt gì đến với tao. Môi ngọt ngào như quả chín, tóc đen huyền phủ lên bờ vai mềm trên ao trắng. Ông có phải ông đây là chú lạc nhân chủ hàng, người yêu của nàng và bị nàng phá sang? Mày là nhà ai mà biết rõ tên tao và danh tộc của nàng? Tôi à, tôi là kẻ cơ hàng bất hạnh tên Trung. Không phải thằng Trung là anh ruột của Cố Nguyên? Nó đã bị ông giết chết rồi, cùng với một bào thai. Ta giết nàng? Không, tay tao không bao giờ dấy máu. Hãy nhìn đi, đây là bàn tay khô héo đang run. Con ta đâu? Con ta đâu? Sao chẳng cho ta bát nước chén cơm? Tao đang đói mà. Đói trong lòng và đói cả tình thương. Ai nhân đạo sao để cho ta gục chết? Vì tội ông trả chưa hết, ông hãy nhìn kìa, kia là bàn thờ của Côn Quyên. Và đây, đây là con dao ông đã giết chết em tôi. Nay ông phải trả nợ máu cho em tôi vui cười trong cõi chết. Giết ta để trả thù dĩ dãn. Quyên đâu rồi? Kìa, nàng đang hận quán nhìn ta. Tai nàng đâu? Môi sao rướm máu, mắt đổ lệ chan hòa. Tao phải đập vỡ kính tìm lý bóng. Quyên ơi Quyên! Kìa, ông Nhân, tại sao ông làm như vậy? Vì ta muốn chết theo nàng để không bị người đời kết tội. Vào đâu? Hãy đưa nó cho ta. Đây rồi, thép lạnh đến rợn da. Cháu ơi, tao muốn chết, tao muốn về lòng đất. Ba, ba ơi, con xin ba đừng tự sát, ba ơi, ba. Ai? Mày là ai sẽ giúp được tao? Dạ. Mày là ai? Con là Chu Tích Lễ. Con là Chu Tích Lễ, con của ta. Dạ. Nhưng đã hết rồi, con ơi. Ba, ba còn sống nữa để làm gì? Ba phải chết để trả bao nhiêu nợ. Cả sản nghiệp cũng không còn, cả tình thương cũng mất hết. Ba phải chết mà. Ba, ba ơi,
chết không phải là trả hết nợ ác chồng cao chất ngất. Chết là mặc nhiên tự giải thoát riêng. Ở đó những tình cảm thiêng liêng mà từ lâu ba bị kiếm tiền làm mờ đi lý trí. Lẹ, mà không ngờ gặp con ở nơi đây, được nghe con nói lên những lời hiếu thảo con của ba. Ba, ba phải không? Phải không ba? Ba ơi! Không đâu con. Ba trở về đây không phải được tự do như mọi người mãn án, mà ba trở về đây bằng cách đi giữa khám leo tường. Nhưng khi về đến nhà thì sản nghiệp đã lọt vào tay của Vũ Hùng Giang. Ba không biết con đã trôi dạt nơi đâu. Ba đi như một tên tử tội gục đầu. Mong được gặp con rồi có chết cũng đành thân số. Con ơi, giờ đây ba mới thấy giá trị của những ngày đói khổ. Ba ăn từng hộp cơm thừa mà cắt nghẹn cả con. Anh Trung, cảnh khổ của gia đình em như thế này, anh còn đòi trả hận quán nữa sao anh? Trung ơi, tôi gian Trung, xin cho tôi được sống vài ngày nha. Chỉ một vài ngày thôi, rồi tôi sẽ trở lại đây chịu tội. Ba, ba nên đi đâu và làm gì vậy ba? Ba phải đi tìm cho được Vũ Hùng. Con dao này ba sẽ cắm phập vào tim nó, vì nó đã giả mạo giấy tờ cướp hết tài sản của ba. Ba phải giết nó. Ba phải giết nó. Ba, ba. Lệ, anh gọi em lại làm gì nữa? Đã hết, hết rồi Trung ơi. Không, Lệ còn có tôi, có bé Ngọc. Chúng tôi thương Lệ nhiều lắm. Anh thương em nhiều lắm, mà anh không nói với em một lời tha thiết. Anh thương em, anh sống gần em mà sao em thấy như cách biệt muôn thu. Nghe như tiếng
sầu. Đã nuôi nhân anh mối tình đầu. Anh hãy để tôi đi tìm người cha máu thịt. Nghĩa tình gì mà anh còn giả dối thương tôi? Đời tôi kể như đã chết rồi. Thân xác tôi giờ chỉ là món nợ của linh hồn chưa trả. Lệ. Bà muốn bắt con nữa ba ơi. Vậy bà là má của con không ba? Kìa, sao ba không nói? Còn bà, sao bà lại khóc? Bố bà nhớ con bà lắm hả? Phải, tôi nhớ thương con. Nhưng Ngọc cần thấy lương tâm đang dài xiêm trong tôi một người vợ quên chồng. Tôi khóc đây là khóc cho số phận riêng mình, số phận của một người mẹ không tròn tình mẫu tử thiêng liêng, số phận của kẻ bỏ chồng vì bà trắng vàng xuống. Ngọc ơi, giờ đây thân xác má đã hiu mòn, má mong được ôm con vào lòng mà nghe từng hơi thở. Lời của con là linh dược hồi sinh người mẹ, nhưng không biết vì sao nó lặng lẽ không nhìn. Vì bà đã mất quyền làm mẹ, bà không phải là mẹ của nó. Không, bé Ngọc vẫn là con của em, nó vẫn là con của em mà. Ngọc, trái tim mình.
Má, Ngọc, con. Ngọc, con hãy vào trong cho ba nói chuyện. Ba, con. Ba bảo đi vào trong. Dạ, con đi đây. Má, Ngọc. Ngọc. Bà có thấy không? Tất cả thảm trạng ngày nay đều do bà gây ra. Tôi muốn tha cho bà, nhưng... Nhưng anh kia sợ rẽ kinh em. Giờ này em chỉ còn có bé Ngọc. Bé Ngọc là nguồn an ủi duy nhất của em. Ngọc, Ngọc ơi. Không, nó không phải là con của cô. Má, trời ơi, đôi chân của má đã nông nổi như vậy sao? Tai nạn ấy là do bà gây ra đó. Nếu ngày ấy bà được bạc đãi đuổi xua thì đâu có như vậy. Đã vừa lòng bà chưa? Má, má ơi, con có lỗi, con xin má. Không, cô không phải là con của tôi. Xin cô đừng kêu la. Con của tôi nó đã bỏ cửa bỏ nhà, bỏ mẹ già và chồng con đi xứ khác. Nó không bao giờ trở lại nơi đây. Mà nếu có, tôi cũng không nhận nó là con. Vì chúng tôi đã từng nghèo khổ cô đơn, bà hãy tìm nơi khác để mà gặp con. Chúng ơi, em đang mong anh chửi mắng thật nhiều. Và một lại này xin má tha tội cho con. Lan ơi, khi mới gặp con, má tưởng chừng như sẽ ăn tươi nuốt sống. Nhưng khi nhìn lại thân con, má không ngăn được tình thương đang biến động trong trái tim. Và má mà không thương con thì còn chi tình nghĩa ruột ra. Gặp lại con mới thấy nghẹn ngào không nói được, lệ cạn rồi nhưng khóe mắt vẫn cay cay. Lan ơi, thân xác con giờ này là kết quả của 10.000 đồng bố thí chúng má ngày trước. Nghĩa mẹ con không có thứ gì mua được, thế nên con mới nghe tìm thức réo gọi thiên đường trở lại. Qua cửa sổ thì cháu Ngọc phải đi đánh giày để kiếm từng đồng tiền. Con vui cười trong vũ trường suốt sáng thì chồng con phải viết từng chữ để bán nuôi con. Gạo đông từng lon, củi mua từng bó, nhưng chồng con vẫn thương má, nuôi má không một lời than. Giờ con còn đỡ gì mà không quỳ xuống xin tội với chồng con. Con có thấy chăng nó cũng vì ai mà thân xác yếu mòn.
hãy vào với bé Ngọc đi. Còn tôi với bà, coi như đã chia cách từ lâu. Tôi đã hiểu. Giờ đây tôi chỉ còn có tình thương của Ngọc, của con tôi. Lan, con. Chí Trung, Vũ Hùng, anh còn đến đây làm gì nữa? Đòi lại Chu Tích Lệ. Tôi không có giữ nàng. Tao quả quyết rằng Lệ đang ở trong căn nhà này. Anh không được phép vào trong ấy. Nếu ta vẫn đi và đục xe khắp nhà này bằng quyền quy và khẩu súng này, thì mày làm gì tao hả cái thằng khốn nạn? Tôi sẽ liều mạng sống chết với anh, với một tên lưu manh mang súng lậu. Anh hãy coi chừng ở tù chứ đừng hãm dọa. Thằng Trung này chẳng sợ anh đâu. Nếu như mày tố cáo tao thì mày phải ngã gục trước khi tao nằm ở trong ngục. Tôi muốn anh thử một lần nghe nổ súng vào trái tim này như có lần anh chiếm đoạt Dương Lan. Nàng yêu tao vì nàng sai đắm bạc vàng, nàng cũng đem về cho mày chữa bệnh và nuôi con. Con của tôi nuôi bằng cơm gạo tôi làm, tiền của anh là để cho nàng đi khách sạn với anh. Chuyện ấy tao không cần biết. Bây giờ tao muốn biết mày có chịu trả lệ cho tao không? Anh muốn biết thì hãy tìm nàng mà hỏi. Khốn nạn! Vũ Hùng, tại sao mày đánh anh Trung? Vì nó chống lại tao. Còn mày, mày muốn gì? Tao hả? Tao muốn đập chai rượu này vô đầu mày như đập một con trâu. Thứ trâu thật là trâu, giống trâu điên lớn xác lớn đầu, nhưng lại chẳng biết gì nghĩa nhân. Để mày sống tốn cỏ tốn rơm, hay là mày sẽ bể đầu vì súng này có đạn. Tao đố cha mày, dám bắn lại tao bộ. Mày tưởng tao sợ lắm hay sao? Nực cười thay những lời hăm dọa của một kẻ mất hết thiện lương. Tao bảo mày muôn sông hải im, nếu không là mày lãnh đủ mấy diêm. Hay là mày mau lánh mặt kéo đầu ăn chai rượu, tao hãy nói là làm ngay. Bắn mày cho uổng đạn, vì súng mày không có đạn. Buông chai rượu xuống, nếu không là tao bắn cả hai. Khoan, ông là ai? Chu Lạc Nhân. Hả? Chu Lạc Nhân, ông đã vượt ngục, tôi phải tố cáo ông mới được. Hay tao phải giết mày về tội sang đoạt gia sản của tao để buôn áp hiền lậu. Vũ Hùng, con dao này. Đứng lại. Buông dao xuống, không là tao bóp cò. Đừng hăm dọa, không giết được mày có chết tao cũng không nhắm mắt. Vũ Hùng. Vũ Hùng đã chạy. Mau đi báo cảnh sát. Mau đi. Chu Giang, tôi đi ngay. Ông Nhân. Anh Trung. Hả? Ba tôi. Ba. Ai? Ai đã giết ba tôi? Ai? Vũ Hùng. Vũ Hùng. Ba. Ba ơi, con đúng như vậy không ba? Ba ơi, ba. Ba đúng. Ơi. Chính nó. Con ơi. Chính nó đã bắn ba vì nó sợ ba sẽ tố cáo nó về tội buôn áo phiện và xâm đạt cái gia tài. Ba, sức tàn hơi mòn vĩnh biệt, nhưng ba chỉ buồn là bỏ con ở lại bơ vơ. Ba ơi, ba, con đã lớn khôn, ba yên tâm, con chỉ lo cho ba trong lúc này thôi. Sinh mạng của ba như chỉ bạch treo chuông. Ba ơi, ba ơi, con lo cho ba lắm. Ba, vì ba đã làm lắm chuyện ác gian, là nhẫn tâm đi cướp vợ người ta. Ba đã dập tắt nụ cười bằng những đồng bạc trắng tanh hôi. Con ơi, ba mệt lắm rồi,
ba phải trả lại nợ đời cả vốn lẫn lời và thân xác của ba đây. Ba, ba hãy tỉnh lại đi ba. Ba ơi. Anh Trung, Vũ Hùng đã bị bắt. Còn ông Nhân, chú và Lệ mau đưa ông Nhân đi cấp cứu. Mọi chuyện tôi sẽ báo với nhà chức trách. Dân, Lệ, mau ra kêu xe, tôi sẽ đỡ bác ra ngay. Ba ơi, ba. Lệ hãy bình tĩnh, mọi chuyện đã có chúng tôi. Mau đi chú Giang, mau đi. Ba, ba ơi, ba. Ba ơi, đừng bỏ con. Đừng bỏ con, ba ơi. Anh Trung. Ba còn muốn gì nữa? Giả từ anh vĩnh viễn. Má, má bỏ con sao má? Ngọc, Ngọc ơi, má thương con lắm, nhưng tội của má không thể nào tha thứ được. Tôi bỏ chồng, bỏ con, bỏ mẹ già để chạy theo dục vọng. Tôi say mê những đồng bạc trắng. Ngọc ơi, con hãy ở lại với ba, với ngoại, với dì Lệ. Con má, con hãy coi như má đã chết kể từ đây. Vĩnh biệt con. Dương Lan, tôi không có gì để giúp bà trong lúc khó khăn này. Tôi chỉ có bản thảo cuốn tiểu thuyết Đồng Bạc Trắng, xin gửi bà để gọi là kỷ niệm đầu và cuối. Ba ơi, má đã bỏ con rồi. Nín đi con, đừng khóc nữa. Rồi lâu lâu má con sẽ về thăm con với ngoại. Mình